Sao Hằng nhận được điện xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng một con máy rửa bát Panasonic NPTR3. Một con máy thì trong cái phân khúc bán rất là chạy, giá thành vừa phải, chạy cực ngon. Lại của hãng Panasonic. Con này có mã TR3 các bác nhé. TR3 này. Đầu tiên mình đánh giá về hình thức con này. Con này thì hình thức vỏ vẫn nguyên, em không sơn, cho nên là vẫn nhìn nó cũng không trắng trẻo tuyệt đối như là khi mình sơn. Hình thức nói chung ở mức bình thường. Phần lưng này bên này còn khá là đẹp này. Con này sản xuất năm 2011, phần lưng bên này còn khá là đẹp. Phần lưng bên này thì cũng có một vài cái mét móc đã được nắn rồi, vỏ nguyên không sơn. Mặt meca đẹp, mặt meca đẹp thôi nhé. Mặt meca mọi thứ đẹp, bảng điều khiển đẹp này. Đầy đủ các tính năng công nghệ Econavi, hẹn giờ, thời gian sấy, các chế độ rửa với nước nóng 80 độ, sấy riêng biệt, chu trình rửa. Đấy. Một con máy còn nguyên cả sách hướng dẫn của nó đây ạ. Panasonic là PTR3 các bác nhé. Nguyên sách hướng dẫn. Đấy. Về nội thất con này bên trong thì rất là mới ạ, bên trong còn rất là đẹp các nhá. Bên trong rất là đẹp luôn, đăng chỉ mọi thứ đẹp. Máy sạch sẽ, vệ sinh nội thất rất là sạch sẽ rồi. Tay cửa mọi thứ đăng chỉ ok ngon lành, máy hoạt động trơn tru. Rất là ngon lành luôn. Vệ sinh rất sạch sẽ. Đấy. Vào mùa đông rồi, các bác có máy rửa bát rửa thì còn gì bằng đâu ạ. Tuyệt vời luôn, ăn cơm xong không phải rửa bát, rửa xong lại sấy khô diệt khuẩn, mỗi lần rửa thì hết có hơn nửa số điện một tí thôi. Rửa hoàn toàn nước nóng các bác nhé, không cần bất kỳ chất tẩy rửa nào vì máy nó rửa với nước nóng 80 độ C mà. Đấy, còn bác nào có mua chất tẩy rửa thì các bác nếu mua bột thì các bác có thể cho vào khay này hoặc là hất thẳng vào trong, còn nếu mua viên thì các bác phải cho vào trong nhé, đừng cho đây nó lâu tan. Đấy. Một con máy khá là đẹp, con này em bán là 5,2 triệu, các bác nào chốt thì các bác liên hệ nhé, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Chào các bác.